Hai, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay chúng ta tiếp tục với con game kinh dị hay nhất năm 2019, Z7 2. Ok, tập trước thì chúng ta đã tìm được mấy cái mạch bạc điện rồi. Hôm nay chúng ta sẽ mang mấy cái mạch bạc điện đó để nắp vào cái bạc điện, sửa chữa bạc điện và lấy cái thẻ từ để thoát khỏi cái lava bãi đỗ xe. Chúng ta phải đi đến cái gara bãi đỗ xe, thoát khỏi cái sợ cảnh sát này. Ui, rồi mẹ, con zombie này nó nằm ở dưới đất mình không để ý. Anh mẹ, may là nhân vật chính bị cắn nó không biến thành zombie, cắn chỉ bị mất máu thôi, không thể biến thành zombie. Ui ơi, mày cứ hù người ta. Ui giời, giật hết cả mình. Mày này mình sẽ không hạ gục chúng nó để tiết kiệm đạn. Mình sẽ bắn một viên vào đầu cho nó mất thăng bằng và mình sẽ chạy qua. Như vậy sẽ tiết kiệm đạn hơn, vì số đạn trong game này là có hạn, phải rất biết tiết kiệm, nếu không chúng ta sẽ hết đạn và không thể nào chiến đấu được. Chúng ta đến được khu vực ở gần bãi đỗ xe rồi. Ui, chó zombie tự nhiên xuất hiện nhiều thế. Ui, đông thế. Ui, nó chạy nhanh quá, mình bắn toàn trượt. Mấy con chó zombie này thì 3 viên là gục và không thể sống dậy như các con zombie người. May mắn là nó không sống dậy được, như mấy con zombie người kia thì nó sống dậy, nó cắn mình sấp mặt lở. Mấy con này là bắn ra nó chết luôn. Còn bọn zombie người là bất tử nhưng mà di chuyển rất là chậm. Bất tử thì không bất tử hạn nhưng mà có thể bắn chết được nó rất là khó. Chúng ta phải gây được chí mạng thì mới có thể bắn được bay đầu nó được. Chúng ta đang đi qua cái khu vực gọi là phòng ram. Trong phòng ram này có rất nhiều zombie, các tù nhân ở trong bị biến thành zombie đó. Bây giờ mà ai mà mở cửa ra chúng nó ra đống ra là có mà sắp hoạt lở luôn. Ok, mình đã đến được mạch bạc điện rồi, thì chúng ta phải lối hai cái dây đỏ vào với nhau. Thì mình mò rất là lâu rồi nhưng mà mình sẽ cắt cái đoạn mò ấy đi. Các bạn nào không biết cách mò thì có thể nhìn mình đó, nối như vậy đó, và chúng ta sẽ mở được cái cánh cửa phòng ram này ra và lấy cái thẻ từ cái xác trong này. Chúng ta có một cái radio chứa nội dung của những người gọi là gây ra cái vụ đại dịch zombie này. Dần dần chúng ta sắp đối đầu với những ông trùm rồi đấy. G virus. Ok, chúng ta lấy được cái thẻ từ và có thể thoát ra khỏi được cái đấy rồi. Ok, đi thôi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi. Ui, cái gì đấy? Ôi chết rồi, nó bật cảnh báo vào rồi. Ui rồi, mấy cái phòng ram mở cửa hết rồi. Đúng như mình nói, tự nhiên là mở hết cửa ra cái này, toài rồi. Đống zombie ra rồi, toài rồi. Bây giờ ăn kíp rồi, ui, đông thế. Chết rồi, ui bay đầu luôn. Ui lắm thôi mãi đấy. Ui rồi cả một đại gia đình. Ui rồi ghê vãi. Ui bắn gục hết cho mình, bắn gục hết con này luôn. Ui rồi thoát được ra khỏi đây hơi bị khó đây. Ui rồi gục hết đi mày này, gục hết rồi. Còn một con đơn giản, có gì đâu đơn giản. Ui thôi toài rồi, bây giờ lại còn gặp cái ông này, ông đấng này không được bị tiêu diệt làm sao giờ. Ui toài rồi quả này là thua game rồi. Ăn nhiều đạn choáng đi.
Ui ôi, mày ăn lựu đạn tráng đi. Bây giờ làm nào ta? Ơ cái ông, cái ông đứng đứng mà MVX cũng bị choáng kìa. Thế là chúng ta có thể sử dụng lựu đạn choáng để làm choáng ông này. Ok, chúng ta cần phải trang bị lựu đạn choáng. Đúng là trang bị lựu đạn choáng chưa? Rồi rồi, trang bị lựu đạn choáng rồi. Vứt cho ông ấy một quả. Này, ăn đi. Đấy, ông MVX cũng bị choáng. Ui mẹ nó, cái con, cái đứa con gái này. Ui nó cắn mình rồi, đậu xanh, máu yếu rồi. Chạy 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 chạy. Má, tim đập thình thịch luôn ạ. Hồi máu cả, chạy thôi chạy thôi. Ui con zombie cảnh sát nó nằm ở đấy tỉnh dậy hết rồi. Bay đầu luôn. Đấy, tình trạng có chí mạng là bay đầu. Bay đầu là zombie chết luôn. Ui vãi lèo, ui thôi toài rồi, cái gì này? Ồ oh. Ui đồ yêu vậy, mình đang bị ông kia túm mà cái con này nó lái xe đâm một phát mà mình không chết. Đúng là game mà còn ảo hơn cả phim, game mà còn ảo hơn cả phim nữa. Đằng này đâm một phát là chết cả hai mới đúng. Nhưng mà ông MVX làm sao mà tiêu diệt được. Nó nhấc cái xe lên ngay. Đấy biết ngay mà. Làm sao mà cái xe đâm vào người ông này chết được. Mình đoán là ông này không chết được đâu. Một vụ lộ nhỏ như này không thể làm chết được cả ông đấy. Ông này gọi là bất tử, làm sao mà chết được. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Đào công sức của mình kiếm các thứ đưa hết cho con này thì hả? Let's get out of here. Ok, chúng ta sẽ thoát khỏi cái bãi đỗ xe này và tiếp tục cuộc hành trình của mình để xem cái con mụ kia làm gì. Không đi đi, đứng dựa vào cựa, trời táo mọ cựa à. Ok gọi là đã đến được đến đây rồi đó. Cô gái kia thì đang nghe cái radio. Is that the intel you needed? Chúng ta sẽ phải vào cái căn phòng này. Sao con này có chìa khóa vậy? Bí ẩn về cô gái này vẫn chưa thể nào biết được. Tại sao con này lại có biết được nhiều chuyện như vậy? Nó là ai? Nó đang tìm cái gì vậy? Oh my god. I'm not gonna hurt you. Vậy? I said don't move. Cái thằng này ra dí xuống vào mặt mình. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what. You gotta turn around and go right back out the way you came. Cái gì kia? Một đứa trẻ. Có vẻ như đứa trẻ này đã bị zombie cắn rồi và đã hóa thành zombie. Nếu mình đoán không nhầm thì ông này chính là bố của đứa trẻ. No, wait. Đúng rồi. Và ông ta đang bảo vệ đứa trẻ này. Dù đứa con đã biến thành zombie nhưng mà ông bố vẫn muốn bảo vệ đứa trẻ này. Just let them be. Emma. Sweetheart, I told you to stay put. Chắc là đứa con của ông vẫn còn nhân tính. Chưa mất hết nhân tính. Vẫn chưa đi cắn người. Tình trả con thiêng liêng ha. Ủa, chúng ta đang ở trong phòng mà tại sao lại có trời mưa vậy? You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Không có việc suốt như mình đang đoán là ông đang nói nè.
không được giết con tôi, dù bất cứ thế nào hay chăng nữa. Tôi sẽ cứu con tôi thoát khỏi cái loại virus chết tiệt này. Kiểu như vậy. Bố sẽ bảo vệ con, ok. Bố sẽ đưa con đến nơi an toàn, ok. Đây chính là nhân vật mà cái trong đoạn radio nói đến. Cái người ở trong đoạn radio nói chuyện ấy, chính là cái ông này. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? Chúng ta để cho ông ta đi như vậy sao? I want to find out what's happening here. Chúng ta phải đuổi theo ông ta. Whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city. Count me in. Nói gì vậy? Chán thật cái đoạn này, tại sao không có việc sút ta? Ok, chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Đi đâu bây giờ? Lấn đường đi cô gái. They're a pharmaceutical company. They're secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. Thật tiếc rằng ở đây này không có đoạn này, không có việc sút. Mình không thể biết được họ đang nói chuyện cái gì. Con nhỏ này có vẻ rành đường ha. And that's why I'm looking for Annette Birkin. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Chúng ta đang đi đâu đây? This is how we get to Annette. Đó, nhiệm vụ của chúng ta là tìm cái ông vừa lái. Well said. Để cho ông ta đi, bây giờ lại đi tìm. Đúng là vợ hơi thật. Không đi nữa à? Tao phải bỏ lại cô gái này ở đây sao? Ồ, tao phải đi một mình rồi. Thật là đáng tiếc, không được đi cùng gái xinh. Ở đâu? Vẫn chạy theo mình. Nha, bây giờ mình là người dẫn đường. Lúc lấy con nhỏ này dẫn đường, bây giờ mình là người dẫn đường. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Tự nhiên có một con bé. Umbrella's controlled Raccoon City for years. Ui, cái gì đấy? Jesus! That earthquake! I sure as hell hope so. Có vẻ như chúng ta sẽ phải đối mặt với một con quái vật rồi. Giống như lúc đối mặt con quái vật tay có mắt đó. Tức là sắp đến nơi là chúng ta cứ nghe những tiếng động như vậy. Những tiếng động kinh khủng. Cái gì vậy? Ui, trông giống như một con khủng long ha. Nhìn rất giống một con khủng long. Nhưng mà sao mình biết thì khủng long nó bị tuyệt chủng được cơ mà. Tại sao lại có mặt ở đây được? Nó đi rồi. Con quái vật nó đi rồi. Nó không đi theo mình nữa à? Con nhỏ kia. Bỏ mặc tao à? À, vẫn đi theo. Cứ tưởng bỏ lại tao. Tối thế. Không có đường đi à? Đây, đi vào đây. À, đây có một ít đạn này. Chúng ta phải tiết kiệm đạn. Từng ni từng tí một.
Ui rồi. Again? Còn quái vật có vẻ ngay ở trên đầu chúng ta rồi. No chance. You're stuck with me to the end. Hồi hộp ha. Không biết nó là con quái vật gì. Nhưng mà chúng ta sắp phải đối mặt với nó rồi. Có thể là một con quái vật rất là đáng sợ đó. Có xuống đây được không? Ở dưới này bận lắm nhưng chắc là cô không xuống đâu ha. Con gái mà làm gì xuống nơi bận thịu như này. Cô đợi tôi một tí. Vì vậy nó sắp trồi lên à. Wow, ui giời. Cái gì vậy? À, con này là con cá sấu. Cá sấu. To vậy, cá sấu gì mà to thế? Ui giời. Ui giời, cái mồm của nó kìa. Ui giời ơi, mày đớp cái gì vậy? Mày đớp rác à? Đối mặt với con này thì chúng ta phải chạy qua chạy lại từ bên này chạy sang bên kia thì nói xong không cắn trúng được chúng ta. Nếu mà đứng im thì chắc chắn sẽ bị làm mồi cho nó đấy. Cá sấu thì nó to dữ trời, toàn lá rác. Ui rồi nó cắn vào cái kia, gọi là cái ống ga. Chúng ta phải ném những quả lựu đạn, trang bị quả lựu đạn nào. Ném quả lựu đạn là nó sẽ chết luôn đó. Lựu đạn kết hợp với ga nó sẽ đi đời nhà ma luôn. Ui dồi ôi, một đống thịt luôn. Ui, chưa bao giờ thấy một con khủng long to như vậy. Nằm bây giờ làm sao để lên bây giờ? Ui dồi, toàn rác là rác, bẩn thế. Kinh khủng, dưới này là cống. Tính chân, ai đấy? Bạn của chúng ta. Tự nhiên ở đây có cái thang. Ok, video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và share. Và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.